Vì sao mà các bạn tư duy kém? Tại vì các bạn toán, những đứa nào yếu toán là tư duy kém hết, vấn đề nó không có miếng hợp lý nào hết trơn á. Ở trong toán là toàn rèn với khả năng tư duy đó không à, sao đây qua đây được, anh vừa muốn qua là qua, cũng như mấy đứa nhỏ nó dạy toán chính vậy đó. Chứ em nghĩ nữa, em lọc nó thích nhanh sao nó nhanh, nó kệ mẹ không thích, bất kệ Đúng rồi, đúng rồi. nó bất kệ luôn. Ừ đó, nó có cái tính cá nhân rất cao, hợp với trường phái nhân văn cháu, hợp với trường phái toán học. Nhân tự do hay là Ừ, nó nhân tự do lắm con, nó muốn nhân gì, ví dụ như đó ha, người ta ít nhân ít là ít bình, nó ít nhân ít là hại đó. Thành ra nó là dở toán, nó dẫn đến những cái tình trạng đó là thiếu tôn trọng luật lệ, nó đâu cần biết luật đâu, nó muốn thích làm sao làm đó. Những cái người mà ta nói không có nền nếp, không có hệ thống, không có tôn trọng, không có tôn ti trật tự nguyên tắc cái quần gì hết trơn là hầu như dở toán hết. Những cái người nào mà người ta giỏi toán là người ta sẽ biết cái nào là cái phải tôn trọng và cái nào là cái được nào. Đúng, mức độ phi lý sẽ khác nhau khi mà người ta giỏi toán. Cho nên đó là toán là nó quan trọng gì đó. Mà thường học cấp 3 đó là rèn cái đó đâu, chỉ làm bài tập tới 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 hiểu được là cái đó nó giúp cho mình cái gì, cái mà mình có cái lý mình sống. Cái hướng dạy của lớp MT là mình sẽ chú trọng vào cái cách mình Phân liên tích, vấn đề. mình sẽ phân tích kiến thức toán đó tại sao nó như vậy, và cái kiến thức toán đó nó cho mình cái tư duy gì, cái kiến thức mà mình giải đó nó cho mình cái tư duy gì. Nó ví dụ đơn giản như là cái chuyện các bạn sẽ gặp thấy rất khó khăn cái việc là nhân dấu bài toán lớp 6, như trừ 2 nhân trừ 3 nó ra 6, là nhiều đứa mình lướt qua được, Đó là cái quy tắc. mình lướt qua là nó hiểu liền, nó rất là nhạy, nó hiểu liền. Nhưng vì sao có những đứa mà nó làm tới mãi lớp cấp 3 luôn nó vẫn không nhân dấu được, mà phải phải bấm máy tính thì sao? Đó là những đứa không tôn trọng luật lệ, hầu như phạm pháp về mấy đứa đó không. Nhưng Tại mà của vì sao vậy? Là tại vì nó không nhớ nguyên tắc, mất nguyên tắc. Bây giờ là người ta nói với nó là du tư duy hay du làm bất kỳ một cái gì đó, du phải dựa trong một hệ trước đã được định đặt là nó đúng trước, rồi sau đó mình phải làm làm dựa theo cái đúng. Bây giờ đó là nó phải biết cái gì là đúng, này là nó mất cái đó, mất cái dòng ký ức đó, lì nó mình nạp dòng ký ức nó vô là nó dò dò, nó chọi bỏ, nó không nhận. Cho nên hãy nó làm là sao, tự ý nó làm là nó tự ý, hãy nó làm là nó tự ý, có nghĩa là những đứa đó là siêu lì nữa. Nó siêu lì đó là không chấp nhận cái quy luật của người ta mạng đó. Những cái trường hợp đó là nó dẫn đến cái chuyện này rất đơn giản, nhân dấu sai tại sao chữ hai nhân chữ ba mà làm sao sai được, nếu như nó nắm được là âm như năm với dương, nhưng mà sao không thể nào sai được, bắt buộc nó phải sử dụng công thức hỗ trợ của máy tính làm một cái chuyện đó, chứ nó không chấp nhận nó phải thay đổi. Đó là bản chất cố hữu trong tư duy, chứ không phải chỉ nói là những hành động đơn giản là nó tính sai. Đó là cái nếp người, nhìn một cái đứa mà nó học toán là biết cái nếp nó về sao, nó đi xa được không. Những cái nhỏ 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 đó là tư duy, đến từ năm mươi hết tất cả những cái đó là tư duy cả. Chưa những cái bài toán hồi đó giải đó, cái người ta giải ra xong cái mình tự hỏi là ủa sao mà giải được, sao biết, ví dụ như vẽ hình để chẳng hình ở trong hình học phẳng, làm sao phải biết vẽ được cái đường cao này nó mới giải ra bài toán, giải thêm cái đường cao đó thì bé không ra, giải không ra bài toán. Tại sao liên kết tri thức sao bây giờ không giải được, lớp không đứng lớp được, liên kết tri thức không được, nó cũng y hệt như tất cả các môn bổ trợ khác nữa. Mà cái đời sống dù vẽ được cái đường đó, dù phải thấy mối liên hệ tri thức ở trong đó, người ta có những cái tri thức nào, tri thức nào, tri thức nào, mà dù phải liên tất cả tụi đó lại với nhau, dù mới thấy là phải thêm cái đường này mới ra, nhưng đường này không ra. Năng lực mà liên kết tri thức đó là tư duy hệ thống, cái tư duy hệ thống làm sao làm được, mình
tư duy cục bộ thôi. Thấy cái cục kiến thức này chỉ là cục kiến thức này, mình đới được cái cục kiến thức kia. Làm sao mình thấy phải vẽ thêm cái đường đó, y hình ở trong đời sống. Thấy rằng mình chỉ dạy môn văn và cả đời mình chỉ dạy môn văn thôi, nên mình học không gì khác. Tư duy thức, chứ người ta không học triết học, người ta dạy văn học triết được rồi. Nhiều người ta đang chờ đợi văn học triết người ta học. Đó, mà mình đâu có đâu, mình đâu có biết đâu. Vậy thì rõ ràng là mình thiếu cái tính hệ thống. Buộc những cái tư duy hệ thống không thôi mình sẽ giật hẹt. Giật cái đó là phải rèn. Xưa mình đi học cấp 3, cấp 2, cấp 1 không có thời gian đâu người ta nói về những cái điều đó. Mà người ta chỉ yêu cầu mình phải rèn và rèn và rèn. Tức là gì? Giải bài tập. Dù giải tới một mức độ nào đó, dù mặc định dù có cái đó. Chăm hay không bằng tay quen. Riết thành thuần thục. Người ta có. Đó người ta không được phân tích, người ta không được dạy. Trình của Việt Nam không đủ thời lượng để dạy những thứ đó. Vì thường thường tôi hay nói với cái lớp 10 tôi đang dạy đó, tôi mà làm bổ dục tôi cắt hết lớp 11, 12 bỏ, chỉ dạy chương trình toán 10 thôi. Mà dạy cho nó đáng. Nó đáng đồng tiền bạc gạo. Một lớp một là 3 năm. Dạy 3 lớp, dù 3 năm không biết gì hết luôn. Quá nhiều. Chương trình cấp 2 với mục đích của chương trình cấp 3, toàn bộ chương trình cấp 2 học lại hết. Yêu cầu thì sao mà phải từ cấp 3 trở lên là gì? Tốt hơn. Hay vô học trước rồi, hay học cũng được. Cấp 2 thì phải là xịn, tức là phải nắm được kiến thức, học được chứ vô hỏi nhân phân phối nhân gọn được nó gửi sao học gì toán của nó mà bắt buộc, tức là vô phải đã qua chương trình cấp 2 rồi thì vô có ấn tượng về nó, người ta nói vô mới hiểu chứ mình nghĩ sao tôi ngồi đó tôi dạy để cho làm để bộ chung lớn nhất bộ chung nhỏ nhất nữa. Trời sao hiểu, tức là vô muốn tư duy được vô phải có kiến thức, mà những người nào mà họ thiệt sự muốn học thì chắc phải thuộc lại. Cũng như cái bài này tôi nói về vấn đề bội ước tư duy trên mạng kiến thức bội ước, mà tôi chỉ nói qua về lý thuyết thôi, dù không hiểu về dù phải tự rèn được lý thuyết, dù phải thuộc lý thuyết vô bắt đầu tôi mới trình diễn với dù câu nó biến đổi như vậy đó. Cái sự biến đổi đó nó rèn tư duy gì mà nhìn không biết cái gì hết trơn, thấy nó thuộc như nó biết làm sao rèn tư duy. Đồi rèn tư duy mà Du không thuộc làm sao Du khó. Có cái chuyện nào Du không ăn mà nó no không? Thuộc chứ Du phải học nó mới có được chứ. Đó là lý do sao mà quen cái thói đi học bổ trợ đâu có thuộc bài gì đó. Thuộc của mình có gì? Có giữ hoài đó. Có gì trong quần mình đâu. Rẩm quá. Thuộc trời ạ. Chứ nói ví dụ lớp 10 tôi đang dạy về cái chương trình đường thẳng ở trong cái không gian OSE. Hồi xưa tôi làm là nát bấy hết bao nhiêu chục ngàn cuốn sách tham khảo gì là bày ra gom hết nha. Giờ chỉ cần nhìn bài toán không biết nó là cần gì phải làm. Tư duy sao ra được cái bài toán. Tôi đâu học tư duy. Ngồi tôi giải thôi mà tôi xuyên giải tôi giải rất là nhiều tất cả các dạng toán. Giờ tôi nhìn lại tôi mới thấy được, à từ đây qua đây cái tư duy này phải có, không có tư duy này tôi dẹp tôi không được mơ được dẹp được. Thì khi mà các bạn học tôi chỉ cho các bạn những cái chỗ đó thì hỏi các bạn cũng phải có kiến thức chứ, tôi nói qua các bạn cũng phải mường tượng được là tôi nói cái đó là cái gì chứ mà không biết đó giờ chưa nhé, thì bao giờ thì thôi dẹp được nghe, bao giờ thì làm sao mà vô được, ít nhất là cũng phải đã từng có ý niệm nào về nó ấn tượng vậy. Vâng, thật là hiểu. Thì dĩ nhiên tôi phải dạy lại rồi tôi sau đó là tôi làm cái chuyện đó. Nhưng mà phải gì? Phải về tối lại chứ. Là rèn tư duy mà. Dù hôm tôi dạy, tôi ghi cái đề lên. Người ta cho như vậy đó. Người ta kêu tiền như vậy. Trong đời sống không có gì khác. Có gì? Mình liệt kê ra. Bây giờ mình phải làm cái gì? Đó là cần giải quyết. Đấy. Làm có được đâu. Toán học như hạt vậy đó. Rồi làm có được đâu. Y hệt trong toán luôn. Không khác gì cả. Tất cả chỉ là những bài toán thôi. Rồi nói gì sao. Không làm được cái đó. Có biết gì đó. Ừ. Nó biết cái gì. Có cái gì mà còn không biết. Tức là xác định. Nhớ lớp 7 học không. Hình học là phải xác định giả thiết của bài toán là gì. Kết luận của đâu. Người ta gảnh gùi đâu. Người ta dạy cái đó cho mình. Mà sau này người thấy bỏ không. Đâu xài đâu.
Trời trời, nó có ý nghĩa về mặt tư duy đó trời. Cái đó là xác định cái nào là cái vốn mình có và mình cần phải giải quyết cái gì. Nhận thức về chính bản thân mình. Đó là tư duy nhận thức về chính bản thân mình. Biết mình có cái gì và mình phải làm cái gì. Anh rõ cái chuyện đó, giờ hỏi lời giả thiết của kết luận quên mẹ. Hỏi bản thân mình có gì cũng đâu biết đâu. Rồi mình phải làm gì cũng không biết luôn. Trong cái chương trình phổ thông của Việt Nam chỉ có môn toán là nó đỡ nhất thôi đó, mà có dở thì dục luôn khỏi nói, toán là nó đỡ nhất thôi, tại vì nó đòi hỏi chuyện chính xác, nó không có rèn tư duy, nhưng ở trong đó nó ẩn tàng toàn là tư duy không, mà đứa nào học được giỏi được môn toán là có tư duy đó, hơn gì làm mới trúng được. Sau này không có trau dồi, không có chui rèn thì ok nó lụt, thì nó cũng nằm đó. Cho nên quý vị mới để ý những đứa nào giỏi toán, những đứa nó rất là nhanh, vô cùng tự dưng đứa nào giỏi văn là ta nói nha, nó quỷ mị, nó chậm chạp, nó cà rề, mà nó muốn làm gì thì làm. Không phải tự dưng mà cái chương trình đào tạo ở trong cái bậc phổ thông Việt Nam nó định hình mỗi một cái môn theo những cái nét như vậy đó, ngoại hay là có thể phát triển vậy thôi, chứ không phải học ra là nước ngoài để dùng có khẳng định. Rồi còn hỏi thì phải biết lựa cái chỗ, mà lựa cái chỗ của ba thì nó khó hơn lựa chỗ của con. Có không cần lựa, cần là theo khuôn vậy thôi là cũng có nữa, từ mường tượng hay được cái tư duy có hiểu nha, hiểu toán là sao nha. Nếu ví dụ như những cái lựa chọn trong cuộc đời mình á, ví dụ là tôi nói đơn giản, như mình chọn đã vô cái ổ này rồi, cần học thì không học, tại sao? Tại vì phép tương đương không biết, phép tương đương luôn biết đó, phép tương đương là giải phương trình, có phải là ở trên vô tương đương dưới không? Vô muốn xuống được dưới thì vô phải qua bước tương đương, nghĩa là hai thằng đó nó quan trọng như nhau, cho nên vô làm thằng này là phải làm thằng này, không thể không làm thằng này mà làm kia được. Đó là tư duy logic. Dù muốn bước này được là dù phải qua bước kia. Thế là dù bỏ được đó, đó. Đó, cái đó nó rất quan trọng. Và thành ra những bạn nào mà vô đây rồi là người ta phải học cái đó, không học học được. Có người vừa càng có, phải lùi biết đó. Cái đó tương đương. Mà không tương đương có nghĩa là gì? Chọn nghiệm. Là phương trình đó, tương đương là vô ít là bài toán là sai. Ví dụ là, ví dụ đơn giản như thế, là mình học tài năng là phải làm báo cáo, nó là phải biến đổi tư duy. Học tài năng mà mình không làm một miếng báo cáo của nó, rồi hỏi sao mình có gì tương đương được không? Thì hỉ số thôi, cái nghiệm ngoại lai không, chứ nó rủng chớn. Nghiệm ngoại lai, nghiệm ngoại lai là cái loại khi mà cách luận nghiệm, nghĩa là không có thuộc cái tập. Rồi tiếp tục những cái chuyện khác nữa, ví dụ đã học Phật học, không đã muốn tu tiến, vừa học phải học bao lâu mà? Ta học mà không học mới là mặt không tương đương. Cái nhóm đó là giống nghiệm ngoại lai, phải lội, và trên đường luân hồi là nó sẽ bị lội. Nó toàn lộ là toán hết, nó không phải là cái gì khác. Kéo theo, bắt buộc. Như xem một người người ta dùng cái tư duy toán là người ta nhìn, ô, vô đây là tôi phải lượm cái đó, không học lượm cái đó được. Những người nào mà về toán, người ta có đầu óc của toán là người ta sẽ nhìn thấy những cái điểm như vậy. Mất được. Thì người ta hợp lý, mà hợp lý thì nó đi phải đi đến nơi đến chốn thôi. Ở trong tư duy toán có cái loại hình tư duy cuối cùng đó, quý vị mình nhìn thấy đó, các bạn đó là cái tư duy chuyển đổi. Cái tư duy chuyển đổi, đổi cái tri thức toán học thành các loại hình tri thức khác. Tức là dù phải bỏ cái tư duy toán, dù bỏ cái tri thức toán, dù giữ cái tư duy toán. Cái tư duy toán nó dù mới thảy qua bên các cái loại hình tri thức khác. Tư duy toán trên các tri thức khác, đó là tư duy toán đó. Như vậy tại sao tôi giảng được cái đó là tại vì tôi phải hiểu cái gốc nó, hiểu cái gốc rồi sau đó tôi mới giảng cái đó được. Chữ nó có cái đặc tính của chữ là gì, là đa ngôn đa nghĩa. Đúng rồi, nhưng mỗi người theo cái vốn liếng của mình tự tưởng tượng là nó nghĩa gì đó, là chết, không có chấp nhận cái chuyện đó. Cái chuyện nó là một thì nó phải là một, không thể nào mà qua cái nước kia thì không được. Đúng là nó phải đi một cái dèo đúng của nó. Cái loại hình tư duy rất quan trọng, cái tấm tư duy chuyển đổi.
những đứa nào giỏi toán thì khả năng chuyển đổi nó rất là tốt. Toán nó phát triển nội tâm rồi đi bụi luôn, rồi cũng thấy người ta khổ mà khóc chung nó làm ấy, chứ không giải quyết vấn đề, không được chia sẻ. Thêm cái ngành tâm lý học nó tiện đầu vào nó đâu có toán đâu, hiểu không? Theo cái tâm lý nó ra nó vậy, không sao mà hối một sự sai lầm. Nó đó là một sự sai lầm, phải có toán, bắt buộc tất cả các ngành đều phải có toán, không có ngành nào mà vô bỏ toán là được hết, cả các ngành. Và tương tự như vậy văn cũng vậy, thế nào vô bỏ văn nó sống một trong cuộc đời rồi đi làm bất kỳ ngành nghề nào vô cũng phải có lòng trắc ẩn, không phải vô là sỏi đá được. Nó văn hai cái ngành đó, hai cái môn đó là không thể bỏ được, không đúng, hai cái môn đó là luôn luôn tiếng Anh có thể bỏ được, có thể thay thành một tiếng khác, toán văn không thể bỏ được. Đúng, nó là những cái cơ bản là nền, gọi là phổ thông hả? Cho phải có trong cái vụ phổ thông mà mình chỉ tư đi đây cái này thôi, cái gì tôi cũng phải gọi sao phổ thông được, ta không phổ thông được luôn, tức là dưới phổ thông là phổ biến và thông dụng, là mình dưới phổ biến và thông dụng là mình tệ hại. Cái mức độ cơ bản nhất là phổ thông là mình phải có. Tương tự vậy tại sao đi làm cái chuyện đó, mình nghĩ rất là đơn giản là nó làm văn phòng nghĩa là nó phải làm cái này, mà nó không làm, nó tự nhiên cái chuyện nó như vậy đó, rồi nó quét nhà, nó chỉ quét nhà thôi chứ nó thấy đứa nào không làm hay nó dù lấy rồi. Nó có những cái mà quý vị thấy là thấy là tức chết đó, là vì sao có nước nước có nước làm việc nó vậy đó, đó là do sao có đi rèn đó, rèn hết những thứ đó phải sửa, không sửa là tóm giữ này cái thay đổi cái đầu mới được, thôi là cứ vậy dính dịu của họ